Hello các anh em, chào mừng đến với thằng mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ đến với các anh em một vài chai nước hoa mà mình thực sự rất là nhớ. Mình luôn luôn mong nó sẽ quay trở lại với thị trường để chúng ta có thể thưởng thức lại một lần nữa. Có rất là nhiều những cái lý do, ví dụ như có thể là đã bị ngưng sản xuất hoặc là bị reform mùi một cách rất là gọi là hơi quá đà, đi hơi xa mà không thấy bờ quay lại. Đâm ra là đến hiện tại mặc dù nó vẫn tồn tại trên thị trường nhưng nó không còn được duy trì được như những cái thế mạnh như cái lúc ban đầu nó mới ra mắt. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay, top những chai nước hoa mà mình rất là mong muốn nó quay trở lại với thị trường nước hoa đầy sôi động hiện tại. Đó, thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình không chần chờ nữa, hãy ngồi và xem video của mình nhé. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên có tên gọi là Harem Mori, với một sự kết hợp giữa tông chua của chanh và vị ngậy của kem, tạo nên một cái tông mùi hương siêu siêu niche ở một cái mức giá designer khi mà nó còn tồn tại trên thị trường. Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất hiếm gặp một cái mùi hương nào tương tự như sản phẩm của Harem Mori đó. Và tất nhiên đổi lại thì chai nước hoa này cũng không hề là dễ dùng. Nó gần như không phù hợp với những anh em nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Và có một cái điều khá đáng tiếc là hiện nay đó là bị ngừng sản xuất, cho nên để tìm chai nước hoa này sẽ rất là khó. Khi mà nó còn ở trên thị trường thì mức giá của nó không hề là rẻ, không hề là đắt, khá là rẻ đó. Và đây là một cái điều khá đáng tiếc, bởi vì có thể là do nhiều yếu tố, có thể là do cái mùi hương này nó quá là khó đối với đa phần số đông, cho nên đấy cũng là một cái lý do nó bị ngưng sản xuất. Tuy nhiên thì nếu mà để mà có thể quay trở lại thị trường thì mình sẽ vẫn lựa chọn chai nước hoa này, bởi vì một cái mùi hương có thể độc đáo, không đụng hàng, dài, rất là hợp vào thu đông, rất thích hợp vào thu đông. Và cái nữa là mùi hương độc đáo, mình chưa thấy một chai nước hoa nào có mùi hương tương tự như chai nước hoa này. Đó, được nước hoa đầu tiên Harem Mori. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm có tên là Citrus and Oud của hãng Chablis. Đây là một combo của tiêu, của gỗ, và nó có cái sự tương đồng với Terre d'Hermes. Tuy nhiên ở chai nước hoa này thì nếu như mình nhớ không nhầm, nó có thêm cái nốt patchouli, cho nên cái mùi hương nó dày và nó có vẻ là tối hơn. Khi mà có sẵn trên thị trường thì đây cũng là một trong những best cheap fragrance, những chai nước hoa giá rẻ mùi siêu ngon. Nếu mà để mình so sánh nó với rất là nhiều, thậm chí là mình đã từng được ngửi những cái hãng niche hoặc là indie hiện tại bây giờ thì cũng kiểu cái tông clone của Terre d'Hermes hoặc là Monterey Vetiver, thì Chablis Citrus and Oud không hề là kém cạnh bất kỳ một chai nước hoa nào theo cái style mùi như này. Tuy nhiên thì nó đã bị ngưng sản xuất. Hiện nay để mà tìm chai nước hoa này thì siêu là khó, mình gần như mình không thấy có mặt trên thị trường. Vì vậy mình rất là mong muốn nếu mà có thể thì nó hãy quay trở lại, bởi vì đây là một mùi hương rất là ok, rất là ngon. Nếu như mà ai thích cái tông mùi tiêu kết hợp với gỗ giống như kiểu là dạng kiểu Terre d'Hermes thì những cái tín đồ nào mà không sở hữu được chai nước hoa này thì với mình đấy là một điều khá đáng tiếc. Do vậy chai nước hoa thứ hai mình muốn nó sẽ quay trở lại với các anh em nếu mà có thể, đó là Chablis Citrus and Oud. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Bulgari. Nhà Bulgari thì mình thấy rằng anh em đa phần thường quen là đối với cái line Aqua đó rất là nhiều, như Aqua Amara, Aqua cái gì nhỉ, Bulgari Atlantic, đúng, đại khái là những cái chai nước tông mùi nước biển rất là đặc trưng. Tuy nhiên thì họ có một rất là nhiều những sản phẩm khác, và Bulgari Norte, nếu như mình nói sai, là một trong những chai nước hoa mình đánh giá rất là cao, với sự kết hợp của rượu vodka, của hoa iris và một chút đắng của sô-cô-la, tạo nên một cái tông mùi rất là thú vị. Nếu như chúng ta luôn nghĩ rằng iris phải là nhà Prada đó, hoặc là những cái hãng nước hoa nó có thể là đắt tiền, thì ví dụ như đắt tiền hoặc là chuyên sử dụng cái nốt hoa iris. Và với như Bulgari, chúng ta luôn mặc định rằng, nếu như anh em nào luôn mặc định rằng phải là chỉ mạnh về những mùi hương nước biển, những mùi hương mùa hè, thì Bulgari Norte sẽ là một cái câu trả lời rất là thú vị với cái tông mùi hoa iris kết hợp cùng với rượu vodka. Tuy nhiên thì sản phẩm này hiện nay nó bị ngưng sản xuất, và
Chắc chắn rồi, mình cũng rất là mong nếu mà có thể nó sẽ hãy quay trở lại để làm phong phú thị trường. Nhưng mà hiện nay đang rất là nhiều những cái style tông iris nhưng mà có vẻ là nó hơi thuần mùi quá. Đó, để một cái mùi nó hơi kiểu phức tạp hơn thì mình thấy là hơi hiếm. Thì mình mong muốn sản phẩm của nhà Bulgari này hãy quay trở lại. Đó, chai nước hoa thứ 3. Chai nước hoa thứ 4 đó là Dior Homme Intense. Về bản chất thì hiện nay chai nước hoa này vẫn còn có mặt trên thị trường. Đó, nó vẫn còn có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, có một cái điều đáng tiếc là hiện nay nó đã bị reform mùi thì đối với mình thì mình thấy cũng khá đáng tiếc, bởi vì nó đã giảm đi một chút cái này tăng. Nó không còn cái vị phấn gọi là sexy tiêu biểu đặc trưng của Dior Homme Intense. Đó, bản cái badge mà mình luôn luôn đánh giá là bản cá nhân mình thì mình thấy đánh giá cao nhất đó là badge 2016. Ở cái phiên bản này thì nó đã cân bằng giữa ngọt của phấn, ngọt này cộng bị phấn vừa đủ, đó là hai cái tông nó kết hợp balance lại với nhau và xịt trong những ngày lạnh thì tuyệt vời. Nếu như các anh em cho rằng càng bản cũ thì càng ngon thì chưa chắc, bởi vì bản thân mình cũng có bản 2011 và mình không đánh giá nó. Mình không phải là mình ghét, thế nhưng mình không phải là mình quá thích phiên bản 2011, bởi vì nó sẽ có cái nét tương đồng với Dior Homme Perfume, một phiên bản của gia thuộc. Thì Dior Homme Intense 2011 thì nó sẽ có cái xu hướng như thế, nó không có được cái vị kiểu như là ăn chơi của phiên bản Badge 2016. Do vậy nếu như mình được lựa chọn thì mình rất là mong nhà nước hoa Dior hãy chọn lại cái công thức pha mùi của Badge 2016 để cho ra mắt những sản phẩm hiện nay của Dior Homme Intense thì sẽ là rất là tuyệt vời. Đó, thì chai nước hoa thứ 4, Dior Homme Intense. Chai nước hoa thứ 5 đó là Flair du Maine, một sản phẩm đình đám đối của Maison Francis Coggia. Đây là chai nước hoa mà mình đã rất là muốn tìm một cái mùi hương nào khả dĩ có thể là thay thế được với mùi hương này. Nó đã bị ngưng sản xuất mùi hương của hoa Neroli. Tuy nhiên thì mặc dù là mình đã mất rất là khá nhiều công sức để tìm nhưng mà cũng rất là hiếm mùi hương nào tương đồng với Flair du Maine. Do vậy thì mình rất là mong nếu mà được thì nhà Jean-Paul Gaultier, nếu mà được thì làm ơn hãy cho sản phẩm này quay trở lại, bởi vì mình đánh giá nó cao hơn Entremé, mình đánh giá nó cao hơn Le Mé. Thật sự là mình đánh giá nó cao hơn tất cả cái sản phẩm của nhà Jean-Paul Gaultier. Do vậy làm ơn nếu mà có thể thì hãy Flair du Maine trở lại với thị trường. Tuy nhiên rất là khó, một mùi hương rất độc đáo và mình không thấy có nhiều, thực sự là mình chưa thấy nhiều có chai nước hoa nào có cái tông mùi như này. Đó, rất là đáng tiếc. Tiếp nữa đó là Biscuit Royal Portion Black, một có thể gọi là một mùi hương sản phẩm bất ngờ của nhà Biscuit, với một cái tông da thuộc và hồng và nhang rất là cân bằng. Bất kỳ mà anh em nào ưa thích cái hương vị mùi hương của hồng và của nhang, nó giống như là cái xu hướng combo của Trung Đông, thì Discret Royal Portion Black chắc chắn là một trong những chai nước hoa ưu tiên hàng đầu phải sở hữu. Do vậy cái việc mà hiện nay nó đã không còn tồn tại trên thị trường thì cũng là một cái gì đấy nó hơi tiếc cho các anh em nào đam mê nước hoa. Do vậy nếu mà có thể hãy mang nó lại, Discret Royal Portion Black. Và cuối cùng đó là Perry Ellis Black Oud Vanilla Absolute. Mình không hiểu tại sao nhà Perry Ellis lại có thể cái chai nước hoa xuất sắc nhất của họ được nhiều comment nhất thì họ lại cho nó bay màu, trong khi cái bộ line, những sản phẩm khác của cái line này thì vẫn hiện nay vẫn còn hàng, đó là Saffron và cái gì mình không nhớ. Thế nhưng chai nước hoa mà được nhiều người mua nhất, comment nhiều nhất thì lại là ngưng sản xuất. Không thể hiểu nổi, với cái tông của vani, của long diên hương, của trầm kết hợp lại với nhau, nó tạo nên một cái mùi hương siêu siêu ngon, có thể đương đầu với tất cả những sản phẩm của niche hoặc là indie. Rất không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi tại sao họ lại có thể ngưng sản xuất chai nước hoa này. Do vậy mình rất là mong nếu mà có thể thì hãy sản xuất trở lại mùi hương này, bởi vì nó xứng đáng để nhiều các anh em trong giới chơi nước hoa biết đến
và được thưởng thức nó. Đó, sản phẩm của nhà Perry Ellis Wood Black Vanilla Absolute. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà mình rất là nhớ và mình mong muốn nó quay trở lại để có thể là làm sao mà giúp cho các anh em đam mê mùi hương có thể tận hưởng trọn vẹn những cái gì gọi là xuất sắc của những cái kiệt gọi là có thể gọi là kiệt tác của các perfumer. Thì video của mình đến đây hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại.